Hello, xin chào anh em. Mới ngân hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, mới ngân hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu của nó là Đô Hành IF49, phiên bản thùng kính, có cửa hông, xe rất đẹp, nó sơn màu trắng rất là bắt mắt luôn. Lúc ngoài nóc, lúc trong ta đang cảm sàn sắt nha anh em. Đó, nói chung là một cái xe mà cảm thấy rất là tuyệt vời, cho nên quý hàng có suy nghĩ đầu tư đời 2019 nha anh em. Niên hạn sử dụng đến 2044, tải trọng cho phép cho hàng hóa là 2 tấn 1, phiên bản thùng kính dài 4,2 m, chiều ngang là 1,790 m, chiều cao là 1,770 m nha anh em. Đó, khối lượng toàn bộ là 4,9 tấn, khối lượng bánh răng là 2,6 tấn, đời 2019, niên hạn sử dụng đến 2044, thùng còn khá là đẹp, sàn sắt phẳng ly IF49, phiên bản thùng kính nha nè, là 2019, tải 2 tấn 1, thùng 4,2 m, với mức giá dự kiến chào bán cho anh em là 215 triệu, có thương lượng nhẹ lọc lá cho anh em trực tiếp đến đây xem xe và trải nghiệm máy thử. Đường kính mâm là 16 inch, vỏ máy in, vỏ lớp gắn còn rất là cao, khoảng 70%, sắt xi bao dày bao cứng, đó mọi thứ đều rất là ổn luôn anh em, mua chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Sắt xi cũng rất là dày, không mục mọt nha, cabin liền là không đâm đụng. IF49 nhà máy Đô Hành lắp ráp và sản xuất ghế bọc da, 3 chỗ ngồi cực kỳ sang trọng, kính chỉnh điện có cửa trung tâm, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, cáp ly tắp lô cửa khá là sang trọng, máy lạnh teo, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng. Nếu em thấy cái mẫu xe tải phiên bản thùng kính IF49 xịn sò này, cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc cái này xem xe trải nghiệm lái thử, 5 số tiến 1 số lùi, vô lăng lái cực kỳ nhẹ luôn, nói chung là mọi thứ đều rất là ổn, mua về chỉ việc chạy thôi nha anh em, không cần phải làm gì thêm. Xe đăng kiểm còn khá là dài tới tháng 5 năm 2024. Một chiếc xe mẫu tải phiên bản thùng kính IF49 khá là xịn sò cho anh em quý hàng có suy nghĩ đầu tư đời cao 2019 nha anh em. Tải là 2 tấn 1, thùng dài là 4,2 m. Và đây là cái khối động cơ của nó, động cơ Isuzu. Dung tích xi lanh của khối động cơ là 2,7 lít. Công suất là 78 kWh trên 3.400. Máy dầu 4 kỳ 4 xăng thẳng hàng có turbo tăng áp. Máy rất là tiết kiệm nhiên liệu, nhiên liệu điện tử nha. Máy sử dụng máy điện, nhiên liệu điện tử nha. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Anh em quan tâm cứ liên hệ cho chúng mình hướng đi xem xe trải nghiệm máy thử. 215 triệu Radien IF49 2 tấn 1, đời 2019, thùng kính và 42 xịn sò như này. Cảm ơn anh em, quý khách hàng của các bạn đã theo dõi cái video báo giá như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ của mình. Hẹn gặp lại anh em, quý khách hàng của các bạn trong những cái video báo giá như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.